lên chờ mụn như sợi. Còn đâu nữa? Mà ăn chưa bằng nhẹ lắm luôn rồi hả? Chưa năng chia hết đó. Khui thôi đó. Lê mất khui mà là đào thôi. Mình có tâm lý thả lỏng đi.
Khó thở luôn. Cái này thank you.
chuyện quen. Hello. Chị cho em hỏi bây giờ khách có đông không chạy qua chị? Em qua làm mặt hả? Dạ. Được em qua đi. Dạ rồi. Beep, 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 beep.